Vâng, xin chào. Hôm nay hàng về loa karaoke BMB, thì tôi lại đang giới thiệu các bác. Các bác nào nhu cầu thì mua. Tổng cộng có 6 đôi, một đôi là 20R, còn 5 đôi là 6 đôi thì vừa tôi bán một đôi cho khách rồi. Còn lại là 5 đôi có mã là 350, CS 350 và BMB, hàng xịn của Nhật, sản xuất tại Nhật nha. Loa này thì tôi bán giá là 4,8 triệu đồng một đôi, còn đôi kia bán giá 4,2 triệu đồng. Loa này thì một bát một tép. Đôi loa trước mắt các bác là 20R, một bát 20 và một tép, tép đa hướng. Còn đôi 5 đôi BMB này thì là ê căng bằng sắt, ê căng sắt nhé, và gồm một bát 20 và hai tép hai bên. Loa sản xuất tại Nhật Bản, hàng zin. Các bác dùng để nghe nhạc hoặc hát karaoke đều hay, vì loa này chính của nó là loa karaoke. Nhưng mà hát nghe nhạc thì cũng rất hay, vì nó có tép và có bát đều, chân âm đều rõ ràng. Loa còn rất mới các bác nha. Đôi nào đẹp long lanh. Tôi quay mặt sau các bác xem. Đây, thông số một đôi loa đây. BMB CS350V, trở kháng 8 ohm, công suất 300W, sản xuất tại Nhật Bản. Nhưng nói luôn các bác, 300W được ghi thế này thôi. Nó dao động công suất từ thấp lên cao chứ không phải 300W đâu. Đôi loa nhỏ này không được 300W đâu. Nó ghi thế, mình đừng có tin nhá. Đôi loa bé làm sao được 300W. Hàng xịn nhưng nó ghi thế thì mình cũng hiểu thế thôi, nhưng mình đừng có tin nó làm gì cả. Những cái đôi loa nhỏ xíu của Onkyo này tôi bán ấy, nó ghi 780W, nhưng làm gì có chuyện nó 780W. Đôi này tôi bán giá 4,8 triệu đồng các bác nhé. Gồm 2 tép và 1 bát, hàng zin. Còn đôi này là 4,2 triệu đồng. XR, X20R. Đôi này 8 ohm 160W, sản xuất tại Nhật Bản. Đôi này cũng sản xuất tại Nhật Bản hết nhé. Rồi 10 năm. Tổng cộng là có 5 đôi 350V và một đôi 20R. Tôi mở to nhạc các bác nghe. Đang đấu âm ly nghe nhạc đến ông. Từng hồi chúng sắp đào rộn ràng mừng các bác. Loa xịn lên nghe nhạc rất hay luôn, bát ra bát, tép ra tép. Đôi loa này thì rất nhiều tép nhá, các bác yên tâm về chất lượng âm thanh, tép rất nhiều luôn, phải bỏ bớt tép để khi nghe nhạc mở to. Loa này thì nó có bán ở nhiều Việt Nam các bác nhá. Ngày xưa thì những cái loa này nó bán theo dạng hàng xuất khẩu nhiều. Kể cả những đôi loa Anh Quốc karaoke của tôi kia, nó đều có hàng xuất khẩu, nó nhập khẩu về Việt Nam bán từ ngày xưa rất nhiều. Thì đây là hàng bãi tôi nhập được từ bên kia về. Có nghĩa loa này nó không lạ ở Việt Nam đâu, nó có nhiều ở Việt Nam chứ không phải có ít, không phải là mới có. Và tôi xin nhắc lại giá 4,8 triệu đồng một đôi. Còn đôi loa kia là 4,2 triệu đồng. Hàng ship đi toàn quốc, các bác mua hàng thì đặt cọc tôi khoảng 2 triệu, tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi cho các bác. Phí vận chuyển là người mua phải chịu.
Và tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chung cư này nằm cạnh ngã tư Văn Phú các bác nha. Một mặt giáp đường Quang Trung, một mặt giáp đường Lê Trọng Tấn, trung tâm quận Hà Đông. Đây tôi đo kích thước này. Bề ngang nó là 44 cm. Thì cao xem bao nhiêu đây. Cao là 29 cm, 28. Bề sâu là bao nhiêu? Sâu là 24 cm, 24, 25. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.